Boost Mammoth sẽ tốt hơn, tại sao lại cứ boost Sappy như vậy? Có thể là trong cơ tân đấy thì chi nhím đang bị rối, không được 500k đâu ạ, mới được có 3, mới được có 300, 350 rồi ạ. Làm gì mà được 500k đâu ạ. Why donate đâu mà 500k. Shipper xuất hiện là một cái liệu rằng là Xbo hay là một cái nhà Goblin Hood. Xem deck này, deck gì đây, Miner với lại Princess như thế này. Đúng rồi, ba cái vừa đấy cho mình đấy. Ui, ngựa trắng. Ngựa trắng lá hoa đi em. Ui, là dếp nháp. Tuy nhiên thì con hai. Một bài rất là hay đến từ Chipper. Bây giờ xử lý như thế nào đây, cái đàn. Rồi, rồi, con lời mai xin rồi. Cá an toàn, nổ đi em. Barrel bên kia lấy gì thủ đây. Rất nguy hiểm. Tại vì tuần trước là Chipper đã tấp tay rồi, vậy là mình nghĩ là không không để gì cứ phải vội ăn cái trụ này, tại vì là nhất nhát ăn cái trụ bên trái là sẽ hay hơn. Hunter đâu? Bắn đi em. Bắn đi. Tuy nhiên con Hunter nó nằm xuống. Ui, rất là đáng tiếc. Còn ít máu như này, ngựa lao lên, ngựa lao lên. Lao lên được không? Lao lên được không? Một cái sát rồi, ngựa rồi. Đang thua bác ơi, đang thua với dẫn bị dẫn tiếp tỷ số 2-1. Rất là tốt bây giờ. Dùng cái gì? Mai dùng Mega Nep Barrel. Một phương pháp khá là không được tối ưu lắm. Tuy nhiên thì tuần này mình nghĩ là Chipper sẽ ăn thôi. Với chất chát thì không nghĩ mình cứ đừng ăn cái trụ bên kia trước, tại vì nếu ăn trụ bên kia trước thì sẽ active được trụ kinh ngay lập tức. Hunter đẹp, giáp, ở chưa có, không cần giáp, không cần giáp, đúng rồi, ngựa húc, ngựa húc. Ôi Hunter tẩu rồi. Tiếp tục Barrel, bên kia nhét Barrel như thế nào đây, một lời mai xì, một cái giáp. Hunter bắn đi em, rồi ok. Vẫn khá là ổn. Họ không còn, không còn cơ hội nữa rồi. Họ sẽ cần một cái Barrel. Họ sẽ cần một cái Barrel. Họ sẽ cần một cái Barrel. Bây giờ làm lấy lực của mình. Bây giờ lấy lực của mình. Nhưng mà có bao giờ không. Ngựa, hút em. Đinh. Rất là tiếc khi mà đấy là một cái poison chứ không phải là một cái rocket. Trời ơi, mình đang mong chờ một cái rocket, rất là tiếc ở trong tên này. Không, mình mong chờ một cái deck đấy. Tại vì với cái deck đấy thông thường nó không có rocket đâu. Nó không có rocket mà nó chỉ có lock hay là rat thôi. Lock con rat thôi. Bây giờ là legend. Cố lên anh. Với cái deck đấy không thường là sẽ không có lock, không có đấy, không có rocket mà chỉ có giáp với lock thôi. Một cái deck xoay nhanh. Con sắp ra mạnh không anh? Thực ra là con đấy nó chỉ có đặc điểm đó là nó có thể tàng hình thôi. Còn mạnh hay không thì mình nghĩ là nó không mạnh. Lợi thế của nó chính là khả năng tàng hình. Bây giờ xuất hiện hai mình lại là ba mất rồi. Bên này cũng là ba mất rồi. Có lẽ là người chơi đấy từ KK đã biết được là Legend chơi deck gì đây. Bây giờ cũng ba mất về một phía. Quá là easy. Ice Spirit cặn thương lại rồi một cái lock. Họ sẽ búp ba mất về bên này thôi. Vì vậy trong turn này cần phải điều quân một cách tốt hơn. Còn Golem thì nó lại đầm đi đằng trước, liền sau biết đâu. Việt Nam thắng thì sẽ có cơ hội vào vòng trong cao hơn ạ. Chứ chưa chắc đã vào được ạ. Còn với VN Champion thì đang nằm ở một cái vị trí khá là an toàn. Khá là an toàn thôi ạ. Nhưng vẫn chưa chắc tay đâu. Một pha push lỗi đến từ Legend và bây giờ sao lại không đặt tiếp? Sao đứng điêu này? Lag 3 giây.
Mình không hiểu ý đồ như vậy như nào. 2 con 33 quay lại đi. Mình xin 593 93. Mọi người đây có thể subscribe kênh của mình để có thể theo dõi những giải đấu của Việt Nam Glory và VN Champion nhé. Xuất hiện với Ice Spirit như thế này thì Legend sẽ mất lợi thế này, tại vì là có Ice Spirit thì Legend sẽ không dám thả Mirror Holder. Và cú sai bên như thế này. Ui! Thôi xong. Cái trụ này sẽ nằm vẫn thủ rất là ok, tuy nhiên thì như thế này khó đấy cho 31 giây, khó cho Legend đây. Rất là khó cho Legend. Và bây giờ là gần Mirror Holder. Một cái lock như thế này thì làm sao mà xử lý được. Mirror Holder đấu Mirror Holder này. Và như thế này thì đợi Nick họ lợi thế hơn. Hawk Rider nằm xuống đi. Ui, Ice Spirit nằm xuống rồi. Ice Spirit nằm xuống rồi. Vẩy đi. Nhanh lửa lên. Chocoran nằm xuống. Không cần thiết phải dùng một lock ở đấy. Tuy nhiên mình không nghĩ là nếu mà dùng một lock ở đấy cũng là khá ok để xoay một cái bình rất là hay đến từ Legion. Nhưng mà trong tuần tiếp theo họ rất cẩn thận bởi vì họ có một cái bình máu. Thổ rất là ok. Rồi, bên kia họ cũng là một lock. Mirror Holder. Hawk lên đi. Tuy nhiên thì vẫn có một hit từ Hawk. Bây giờ thì chặn ram như thế nào đây? Mirror Holder vẩy đi nhanh. Vẩy đi. Con must. Vẫn... Hawk. Hai hit thôi. Một hit nữa thôi. Lock có bao nhiêu đam ta? Cú tấn này thì cẩn thận, hãy dùng cẩn thận. Ram. Come on. Hawk bây giờ thì cái gì cả Hawk đây. Chúng ta chỉ cần xoay một cái nữa là 84, lock là đam 84. Bây giờ xoay một cái nữa là đơn giản thôi. Mình đếm 2 rồi. Thêm cái nữa đi, 3 rồi. Lấy cái chặn này 4 rồi, ok. Hay lắm. Phải nói là tên mà con IC Fritz nó nhảy vào cái đàn IC Fritz với nhảy ngựa đúng là thông Bắc Thốn vậy. Hay quá. Bây giờ đến là Bắc Hoàng Hải. Bắc Hải gánh nốt đây. Đây, deck 2 này, nhưng mà deck này chủ yếu là xoay hơi chậm. Đây, các bạn người có thể chụp hình ảnh. Bây giờ sẽ là Suna và Hoàng Hải. Come on. Vâng, xuất phát là nhà Goblin Hood. Mình nghĩ là với nick này thì... có lẽ là con Pekka và một hoặc là một Vega Knight. Chỉ có 2 lựa chọn như vậy là... Ui, Barrel. Skeleton Barrel. Một giải pháp khá là dị. Mini Pekka. Ui. Một cái lắm, hơi sớm. Nhưng bây giờ họ sẽ xoay mình. Poison. Lock họ lock lỗi. Lock lỗi như vậy thì bây giờ với cái bình bây giờ nó không có nhiều máu như ngày xưa nữa, vì nó bị nét 15% máu. Vì vậy là với deck của Hoàng Hải mình nghĩ là cần phải có một con tank. Có một con tank không, mình cầu trời lại còn có một con tank của Jack không. Rồng ngu. Thẻ cuối cùng là Lock hay là Rat đây. Và một cái tank nữa, mình nghĩ là có một con tank, cố lên. Còn với deck của Suna thì mình nghĩ là Omega Knight. Cool. Họ có rồi không? Họ đây là một con mini Mega, cần Mega này cực tốt. Chưa win đâu ạ, chưa nói chất điều gì đâu. Với deck của Hoàng Hải là deck chậm. Deck của chậm hơn so với deck của Suna, vì vậy là phải phá được bình của họ. IC Priest nhảy lên à. Rồi một cái giáp rồi, khá là ok. Lúc này bác Hải đập cái này à? Được, ổn đấy. Nhưng mà với deck này thì mình nghĩ là Hoàng Hải nằm trên cơ rồi, không có gì là phải nghĩ cả. Và bây giờ họ sẽ phúc 3 mất là mình cứ từ từ mà đẩy quân thôi, không có gì phải nhanh.
Ui, Pekka thế này khó rồi. Từ, Skeleton Barrel. Skeleton Barrel lấy họ khá có gì thủ đây, họ sẽ có một cái, họ sẽ dùng một cái Mammoth Poison không? Poison không con này không? Poison một bên rồi. Chỉ được một bên rồi. Mega này nó thả như thế nào nó heal. Thôi xong rồi. Khá là hay. Khá là hay, xử lý rất là hay đến từ tuy nhiên thì con mini và cả mini Mega và cả Mega. Lấy để nhấp đây. Ui, nó bắt bài rất là chuẩn. Con must. Con cách nhà. Ui, rồi ui. Thôi xong rồi. Nick đang bị lỗi rồi. Come on. Mình cũng không nghĩ được là cách lết nào để có thể quân tốt đây. Tại vì họ có heal và có cách nhà như thế này thì rất là khó. Thủ bên nào cũng khó. Mẹ ui rồi lại có một mega rồi. Một mình miner làm sao để ăn được trong trận này. Lấy gì đốt dép nữa đây. Họ lại... Rồi con mega khá ok rồi, khá ok rồi. Họ sẽ phút 3 mất rồi. Đúng rồi, Skeleton Barrel giữ lại mà. Nhưng mà có heal rồi. Mega này. Rồi, tiếp theo Miner lên kịp không em? Pekka xuất hiện rồi, Mini Pekka xuất hiện rồi. Miner Skeleton Barrel. Em vào đi. Em nổ đi. Họ sẽ có một cái lock rồi. Poison. Một cái sát. Hay quá mem. Hello bạn subscribe kênh của mình nha. Please subscribe my channel. Thank you. Hay quá. Đã kiếp đồng rồi. Chúng ta sẽ đi vào game đầu tiên của set thứ hai. Xuất phát là hai Archer. Deck gì đây? Chẳng lẽ là Zip Zap mà lại Zip Zap Cycle à? Không, cái này thì em không rõ. X-Bow rồi, như thế này là X-Bow rồi. Bên kia là Lockbait, vâng, vẫn chơi Lockbait à? Lockbait bị nép mà vẫn chơi à? Mọi người không cảm thấy deck Lockbait là yếu à? Nó cắt rất chậm. Nhưng mà đối với như thế này thì K2 là một deck nằm cửa trên. Tại vì là... Nằm cửa trên rồi. Còn Princess bên kia lại phải xử lý bằng Mega. Với một cái deck Lockbait đông quân như thế này thì rất khó X-Bow có thể có cơ hội vào trụ được. Rất là khó. Dùng Fireball. Cái Lock vẫn chưa xuất hiện. Phải dùng Lock trong những tuần này thì sẽ rất khó đấy, có thể dồn quân để đánh những tuần tiếp theo. Khi mà đã đích bow rồi thì họ lại ra một cái đống mớ lộn xộn như thế kia. Hồi lại Messi, họ lại có một cái test line thế này quá khó cho Hoàng Hải luôn. Lock có chưa? Có lock rồi. Nhưng mà vẫn có một hit đến từ con Goblin Spear. Mình trông chờ một lỗi đến từ Kaka thôi, chứ còn bên trong cái turn này thì mình nghĩ Hoàng Hải quá khó. Họ chơi Lockbait là một deck an toàn, lại có cả cái Tesla nữa từ tâm hồn đỉnh quỷ. Bây giờ chỉ có thủ thôi. Nhưng mà deck của họ là deck cấu rỉa rất là tốt. Vì vậy là mình nghĩ là Hoàng Hải khó ăn. Tesla rồi, Tesla Rocket rồi. Biết thẻ của Hoàng Hải đâu, mình nghĩ là cũng là Tesla thôi. Mình nghĩ là Tesla ngay cầu khá là hợp lý đấy. Lock chậm rồi và con Mega Knight cũng nằm xuống đây. Con Princess bên kia xử lý rất là tốt.
nó có đảm số được không? Đúng rồi, đảm rất là cái cầu đi, giật giật được không? Bị sắc không? Ôi, giật đi, có lót đâu, có lót chưa? Không, chưa có, chưa có rồi. Họ lại có một cái cầu. À quên, họ lại có một cái rocket. Quá khó. Nhau này khó quá. Hello. Không thủ được, trận này không thủ được. Tại vì là họ tốn rẻ như vậy không quan lắm. Nếu mà không xoay được lock với lại cái barrier, cái deck kỳ. Có cơ hội rồi đây. Có cơ hội rồi đây nhưng mà khó. Họ lại có một đống mớ lùm nhùm ở đây rồi, khó. Tiếp tục là đánh bầu. Họ đặt ngay cái rất là như vậy là khó luôn. Còn preset, con preset nằm đấy rồi, lấy gì thủ Barrel đây. Fireball. Rồi. Xbo và chuyên counter lock bait á. Where is Tali? Tali no here. Bây giờ họ cycle rocket, nhưng mà mình khi cycle rocket là chưa đủ. Bốn nhịp, Xbo bắn được không? Tận dụng được không em? Tận dụng đi. Không tận dụng được là thua. Tận dụng được là thua. Không tận dụng được là thua. Rồi, rocket rồi, hòa rồi. Anh em hòa. Tiếp tục là đi bầu. Bây giờ là họ không dám thủ không? Họ dám thủ không? Không thủ à? Cái lock. Địch bao vào trụ. Việc Tesla nằm ở đấy rồi. Địch bao vào trụ rồi. Phải bơ. Tôi không thể tin nổi em có thể thắng được. Tôi không hiểu nó có thể thắng được trong trận này. Mình cũng không hiểu luôn đấy. Phải nói là không phục với Hải quá. Phải nói là khi mà họ lỗi tận dụng rất là tốt. Cái đặt X-Bow, đứng đặt X-Bow thì họ sẽ thua. Bây giờ là Jack và Chipper. Ôi, nhầm bắn hoa nhầm anh em ơi, sorry. Hoa bên này nè. Lại là đấy cú à? Ờ, sợ Tornado. Làm gì còn máu đâu mà Tornado. Anh ơi, bình tĩnh anh ơi. Việt Nam Glory vẫn còn cửa nếu mà trận này thắng. Nếu mà trận này thắng và trận hai trận tiếp theo thắng thì là vẫn còn cửa. Mình không hiểu tại sao lại Chipper lại dùng Tornado trong tên đấy khi mà hạt ba con kiến nó đã xiên chết con kia rồi. Dưới gì thủ đây? Ui ngựa. Nhưng mà sẽ bị hai con bên kia xiên mất mấy chục máu. Bên kia làm gì? Háo đi, rát một rát không? Rát không? Không có rát rồi, ngựa húc. Ôi Goblin, ba con Goblin vẫn đang còn xuất hiện, địch cảnh quá. Nhưng mà Chipper ơi, ăn rồi. Địch ngựa làm sao có thể thủ, Hawk làm sao có thể thủ được địch ngựa này. Bây giờ cứ thấy từ từ thôi. Ôi hay quá men. Không ngờ hôm nay người ta mới đánh như thế này. Tornado,
Đúng rồi, vậy đi, vậy đi các em, vậy đi mày ra nhảy thử nha. Quá đông, Ronaldo hơi yếu. Từ từ thôi, con mẹ, con preset, con preset vẫn ở đấy. Rồi, đúng rồi, đánh lạc hướng bởi con preset. Cho con mất 5 tạt ở ngay cầu, đúng rồi, bắn, sập mặt em. Rồi, Prince, lấy gì ghép đây, nhưng mà hai con goblin. Trời ơi, em mất bắn chậm quá em ơi. Vẫn có một hit đến từ con Giant. Nhưng mà như thế này là không đủ. Ui, một con Hawk. Con Hawk đập được 3 phát. Hãy rất cẩn thận trong tuần này, hút một đường thôi. Hút một đường thôi. Nhưng mà deck này là còn một con mini Vega, một cái rocket hay sao ấy. Rất cẩn thận. Một cái mini Vega, một cái rocket. Ronaldo làm gì có con đấy nữa, dòng dọc bất tay đi. Con đấy làm gì nữa mà. Trời ơi, phút sức này không hiệu quả rồi. Rồi bây giờ phút một đường thì họ chỉ có rocket thôi. Ui, Giant đấm vào. Lúc tăng tốc tiếp. Rồi, hay quá. Bắn rất chuẩn bài. Rồi, hit. Bà Moss bắn đi. Mình không hiểu tại sao nó không ra mình đi cả. Hay quá men. Tại sao không ra mini VK nhỉ? Thằng này ảo vậy trời. Ơ không, đấy lại. Nó làm gì còn mini VK đâu, nó còn một cái rocket và một cái nấy. Khảnh quá. Ngựa lên đồng. Tiếp theo là nhím. Ngựa đam quá thốn luôn khi mà con đây là nhím đây. Lại là một cái bình Hawk đây. Liệu rằng có kết thúc được tên game này không? Cố lên nhím ơi, đấy kia là deck Mega Bamus rồi. Bây giờ boost, tất tay đi anh. Họ rất là ok. Vẫn có 2 hit từ Hawk. How to download song from YouTube. What the fuck. Hãy rất cẩn thận khi mà deck có nhím là deck, nói chung là deck nằm cửa trên đấy, tuy nhiên là hãy từ từ mà giữ lại fireball tầm giáp. Lại một cái đó không, lại chưa, từ từ. Nhảy vào con Golem IC rồi. Em nhảy như vậy là em sai rồi em ơi. Mình béo là duy. Và họ ba cái bình rồi. Phải ăn được ngay cái trụ này, thì mới có thể thủ được, thắng được tên này. Fireball ra rồi, bây giờ boost từ dùng con mấy ba con xương, tận dụng ba con xương. Rồng ngô, đúng rồi, đâu, thôi xong. Thủ được tên này không? Họ sẽ có một cái tano. Hóc đâu, đập em. Góc đâu, nằm xuống đi. Fireball bên kia, và ít đâu. Vâng, bà mất này, khó luôn. Đấy quá bất ngờ. Chịu. Mình nghĩ chịu. Ăn được tôi này không? 2-3 giây nữa thôi. Nhưng mà họ bảo, vẫn bây giờ vẫn hết Lily rồi.
sượng. Một hit đến từ con hót không? Một hit đến từ hót. Thủ hơi tan lưới không? Còn có gì không? Không thể tin nổi. Holy shit. Không thể tin nổi luôn đấy. Quá hay luôn. Hay quá. Ôi giời ơi. Hay quá. À, mọi người nhớ đăng subscribe kênh của mình nha. Và thắng rồi. Thắng rồi, Việt Nam ơi, thắng rồi. Nhí là lầm cun chơi á? Nhí lầm cun chơi à? Hay quá. Hay quá. Làm gì có lên TV, cái này làm gì có lên TV đâu. Đánh phải leo đi ladder thì mới lên TV thôi. Ôi giời ơi, đánh hay quá. Rồi, ôi xin you. Lâm đánh à? Lâm tuyệt vời quá Lâm. Nhớ subscribe để nó miễn phí.